Chuyên gia Nga bất ngờ phát biểu về quân đội Việt Nam khiến Mỹ, Trung Quốc lo nơm nớp. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bỏ Thông Thái. Giữa căng thẳng chiến tranh Nga-Ukraine, gần đây chúng ta đã được chứng kiến hàng loạt các vũ khí hiện đại tối tân nhất được tung ra giữa cuộc chiến này. Vậy điều gì làm nên sức mạnh thực sự của một quân đội? Phải chăng cần sở hữu nhiều vũ khí hiện đại, những khí tài tối tân là đủ? Dưới góc nhìn của các chuyên gia quân sự, đánh giá một quân đội khó đánh bại và thiện chiến nhất không chỉ dựa trên vũ khí mà còn nhiều yếu tố khác. Trong số đó, một chuyên gia quân sự nổi tiếng người Nga đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu về chiến tranh, đã khẳng định chắc nịch về một điều: Việt Nam khiến Trung Quốc và Mỹ và các cường quốc khác không thể không lo sợ. Rốt cuộc vị chuyên gia này đã nói gì với quân đội Việt Nam và Trung Quốc đã phản ứng ra sao? Tất cả sẽ được Bỏ Thông Thái giải đáp trong video ngày hôm nay. Chuyên gia quân sự nổi tiếng người Nga Anatoly Avanovich Khyutupenten, ông đã dành cả đời mình để nghiên cứu về chiến tranh và lịch sử, và đã có một phát biểu để đời khiến Trung Quốc và các cường quốc khác phải tái mặt. Ông khẳng định rằng có 5 quân đội thiện chiến bậc nhất trên thế giới từ giữa thế kỷ 20 đến nay, và Việt Nam đứng đầu trong số đó. Giao vũ khí cho các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam là giao vào những bàn tay vàng của những con người quả cảm và tài trí mà không hổ bom, không nòng súng nào có thể khuất phục được. Đó là nhận định của cố thượng tướng giáo sư tiến sĩ Khyutupenten khi nói về Việt Nam. Được viết trong cuốn hồi ký của ông, sinh năm 1928, Anatoly Avanovich Khyutupenten tốt nghiệp Học viện Pháo binh Liên Xô năm 1961. Ông trưởng thành từ trung đội trưởng đến tư lệnh binh chủng tên lửa phòng không quốc gia. Từ tháng 12 năm 1972 đến tháng 1 năm 1975, ông là trưởng đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô ở Việt Nam và đã được tặng thưởng 35 huân chương các loại, trong đó có huân chương chiến công hạng nhất của Việt Nam. Sau tất cả những gì ông đã chứng kiến trong suốt cuộc đời của mình, trước khi qua đời vào năm 2019, vị chuyên gia quân sự này đã đưa ra một nhận định chấn động thế giới. Ông cho rằng Việt Nam xứng đáng trong hàng ngũ những lực lượng vũ trang hiệu quả và thiện chiến nhất trên thế giới trong lịch sử cận đại thế kỷ 20. Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự phương Tây, 5 đội quân xuất sắc nhất bao gồm quân đội Đức, Nhật, Israel, Hồng quân Liên Xô và quân đội nhân dân Việt Nam. Nói có sách, mách có chứng, sau đây là một loạt những lý do để chứng minh cho nhận định của Thượng tướng Anatoly Avanovich Khyutupenten. Bằng chứng sống đầu tiên chính là chiến thắng Điện Biên Phủ. 9 năm là một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Khi bàn về cuộc chiến này, giới chuyên gia quân sự trong và ngoài nước đều có chung nhận định chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 là một trận chiến chấn động địa cầu. Đây là lần đầu tiên quân đội của một nước thuộc địa nhỏ bé đã đánh bại đội quân nhà nghề của một quốc gia tư bản hùng mạnh, đặt dấu mốc cho sự kết thúc của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam chỉ với vũ khí và trang bị thô sơ đã làm thất bại mọi âm mưu của các tướng lĩnh Pháp nổi tiếng, vốn được trang bị đầy đủ vũ khí hạng nặng và sự hỗ trợ tối đa từ Mỹ. Đây chính là minh chứng hùng hồn nhất cho lời khẳng định của Thượng tướng Khyutupenten về sự thiện chiến và lòng quả cảm của quân đội nhân dân Việt Nam. Đâu chỉ hủy diệt quân đội Pháp, Việt Nam còn từng quật ngã cả cường quốc quân sự tưởng chừng như bất bại chính là Mỹ. Một trong những huyền thoại mà Việt Nam đã ghi dấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ chính là việc hủy diệt máy bay B-52. Nhìn lại cuộc tập kích đường không chiến lược lớn nhất trong toàn bộ cuộc chiến Việt Nam, trận đánh này được Nhà Trắng chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược Mỹ tổ chức chặt chẽ, huy động tối đa lực lượng của cả không quân, hải quân và toàn bộ các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương. Họ muốn giáng một cú sốc buộc Việt Nam phải gục ngã, nhưng kết quả cuối cùng lại là một cú sốc cho chính những kẻ thích dùng sức mạnh. Hàng chục chiếc B-52 bị hạ gục tại trận, hàng trăm phi công bị chết và bị bắt. Những siêu pháo đài bay B-52 từng làm mưa làm gió khắp nơi trên toàn cầu, chưa bao giờ bị bắn rơi nhiều đến thế ngay giữa thủ đô Hà Nội. Có chiếc còn nguyên cả bom đạn chưa kịp thả. Cho đến tận ngày nay, chiến thắng của Việt Nam vẫn là một sự kiện quân sự chưa từng có trong bất cứ cuộc chiến tranh và xung đột nào trên thế giới. Khởi đầu với vẻn vẹn 34 chiến sĩ trang bị chỉ gồm một khẩu súng máy, 17 súng trường, 14 súng kíp và 2 khẩu súng ngắn,
họ đã giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, đánh bại quân đội viễn chinh Pháp hùng mạnh với trang bị gấp bội vào năm 1954. Và chưa dừng lại ở đó, những chiến binh quả cảm này tiếp tục đánh bại quân đội hiện đại bậc nhất của siêu cường Mỹ trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Thậm chí họ còn đẩy lùi cuộc tấn công biển người của quân đội Trung Quốc trong một cuộc chiến ngắn ngủi và tàn khốc đầu năm 1979. Tất cả những chiến công này đều diễn ra trong vòng 1/4 thế kỷ, một điều chưa từng có trong tiền lệ trong lịch sử hiện đại. Không chỉ vậy, quân đội nhân dân Việt Nam còn bảo vệ biên giới Tây Nam và giải cứu nhân dân Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ diệt chủng. Trong năm 1979, họ đã đánh tan 23 sư đoàn Pol Pot chỉ trong vòng nửa tháng với tốc độ tiến công đáng kinh ngạc là 25 km mỗi ngày. Dù Việt Nam đang kiệt quệ sau 30 năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ, các tướng lĩnh phương Tây và chuyên gia Nga vẫn phải thừa nhận rằng tốc độ hành binh của quân đội nhân dân Việt Nam thuộc loại nhanh nhất trong các chiến tranh hiện đại. Chỉ những quân đội thiện chiến hàng đầu trong lịch sử như Hồng quân Liên Xô, quân đội Đức và Israel mới có thể đạt được tốc độ tương tự trên chiến trường. Những chiến công này đã được nhận và được lời khen ngợi không chỉ từ các đồng minh trong phe xã hội chủ nghĩa, mà ngay cả đối phương cũng bày tỏ sự nể phục khi nhắc đến tinh thần chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa và nước chư hầu luôn có ưu thế hơn hẳn về mọi mặt. Quân số đông, vũ khí trang bị tối tân và hoàn toàn làm chủ bầu trời. Thế nhưng họ lại không thể nào làm chủ được chiến trường, luôn phải đối phó với những cách đánh du kích tài tình của bộ đội Việt Nam. Từ vùng rừng núi đến các đô thị, từ năm này sang năm khác, hết trận này đến trận khác. Sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội giữa quân Mỹ và lính Sài Gòn với quân giải phóng, một sĩ quan Mỹ trực tiếp theo dõi chiến sự đã phải thốt lên: "Họ thật là những chiến binh dũng mãnh nhất mà tôi từng gặp. Tinh thần của lính Sài Gòn thì thấp như ngọn cỏ. Hãy cho chúng tôi một quân đội với nhiều chiến binh như vậy, tôi sẽ bình định thế giới này." Thậm chí lực lượng thủy quân lục chiến, binh chủng chiến đấu tinh nhuệ bậc nhất của quân đội Hoa Kỳ khi giao chiến với bộ đội Việt Nam cũng phải báo cáo về cấp trên rằng họ chiến đấu giỏi như chúng ta vậy. Những chiến sĩ Việt Nam chân trần chí thép đã vượt qua mưa bom bão đạn một của mọi quân đội xâm lược để lập nên những chiến công hiển hách, tiếp nối truyền thống anh hùng của cha ông trong sự nghiệp giữ nước. Biết bao thế hệ đã ngã xuống, bao nhiêu trận đánh đã đi qua để chúng ta có được một Việt Nam độc lập, tự do và thịnh vượng như ngày hôm nay. Lịch sử đã ghi lại những khát vọng cống hiến, những trận chiến hy sinh và những năm tháng đầy gian khổ của những người anh hùng đã góp phần khai sinh nền tảng vững chắc cho đất nước. Chúng ta không được phép quên lịch sử, không được quên những đau thương, những mất mát. Nhưng từ những điều đó, chúng ta được học sự kiên định, sức mạnh từ lòng đoàn kết và quyết tâm vươn lên. Việt Nam luôn đoàn kết, đấu tranh với mục tiêu xây dựng một đất nước hùng cường, vững bước trên thế giới. Là người con đất Việt, chúng ta có quyền tự hào vì đã có một Việt Nam đoàn kết, sáng tạo và tiến bộ. Vũ khí mạnh nhất chính là sức mạnh đoàn kết của một dân tộc. Còn bạn, bạn nghĩ sao về những nhận định của các chuyên gia Nga về Việt Nam? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận dưới đây. Đừng quên đăng ký kênh và like video để theo dõi những nội dung thú vị tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.